Phút 12, Ronaldo bị đối thủ ngáng chân ngã bên ngoài cấm địa Al Ettifaq, nhưng trọng tài người Chile Piero Maza không thổi phạt và vẫy tay đề nghị thủ quân Al Nassr đứng dậy. Ronaldo chạy nhanh đuổi theo, rồi chỉ vào mặt trọng tài và lớn tiếng quát tháo. Trọng tài giơ tay ám chỉ Ronaldo bình tĩnh, nhưng anh bỏ đi và liên tục nói gì đó. Do cầu thủ không nghe, ông Maza quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo CR7. Siêu sao Bồ Đào Nha gật đầu với vẻ bất mãn, còn khán giả nhà hô vang ủng hộ thủ quân. Một lúc sau, Ronaldo ra sát biên dọc rồi hướng về phía khu kỹ thuật đội nhà và nói như hét lên, luôn chống lại tôi. Họ luôn chống lại tôi, thật quá lố mịch. Trọng tài Maza tiếp tục đưa ra những quyết định gây tranh cãi cho chủ nhà. Đến phút ngủ hiệp 1, hậu vệ Alex Tell tạt bóng từ bên trái cho tiền đạo Anderson Talisca lao vào đệm cận thành tung lưới đội khách. Trọng tài ban đầu công nhận bàn, nhưng VAR can thiệp để ông ra xem lại tình huống trước khi thổi phạt Ronaldo việt vị. Ronaldo không chạm bóng, nhưng bị cho là can thiệp vào tình huống. Ronaldo đề nghị trọng tài giải thích, và ông nói rằng anh việt vị chỉ vài centimet. Siêu sao 38 tuổi phản hồi rằng do anh bị hậu vệ Jack Henry ôm từ phía sau nên không thể làm gì khác. Dù vậy, trọng tài Maza vẫn hủy bàn của Talisca. Ronaldo lại hướng về khu kỹ thuật, rồi ra dấu thay người và chỉ về phía ông Maza, ám chỉ hãy thay trọng tài. Ít phút sau, Talisca dùng tay đấm vào mặt hậu vệ Hamdan Ansamlani trong pha đánh nguội, bị ông Maza rút thẻ vàng. Và một lần nữa can thiệp, khiến trọng tài người Chile lại chạy ra xem lại tình huống, rồi rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của tiền đạo Brazil. Thấy tình huống này, Ronaldo nói kiểu mỉa mai, tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi, trọng tài Maza được mời sang Arab Saudi cầm còi ở King Cup và ông nổi tiếng nghiêm khắc. Trong 10 trận gần nhất cầm còi ở Nam Mỹ, ông rút tới 7 thẻ đỏ. Đến phút 89, tiền vệ Ali Hazazi phạm lỗi với Otavio để chống phản công, khi vẫn còn 3 cầu thủ đội khách phòng ngự. Tuy nhiên ông Maza vẫn rút thẻ đỏ trực tiếp cho Hazazi bất chấp đội khách phản đối quyết liệt. Ronaldo không có nhiều cơ hội trong hai hiệp chính, ngoại trừ cú sút phạt trúng rào và pha đệm bóng trong cấm địa trúng chân trung vệ Henry. Do Al Nassr chơi thiếu người trong phần lớn hiệp 2, tiền đạo 38 tuổi phải lùi sâu hơn hỗ trợ phòng ngự từ xa. Đến hiệp phụ 1, anh có cơ hội đệm cận thành nhưng trong thế mất trụ, khiến bóng bay chạch cột. Trong 15 phút cuối, Ronaldo sút bóng căng hướng cầu môn từ cự ly khoảng hơn 15m, nhưng lần này thủ môn Paulo Victor đổ người đẩy bóng ra. Al Ettifaq đang đứng vị trí 486 thế giới, theo chỉ số sức mạnh Opta, sau câu lạc bộ Đông Nam Á như Johor Darul Tazim, Malaysia. Huấn luyện viên Steven Gerrard dẫn đội này, và chiêu mộ những cựu sao Liverpool như Jordan Henderson và Gini Wijnaldum. Tuy nhiên đoàn quân của Gerrard không tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm khi chơi hơn người. Al Nassr ấy lại thế trận sau khi Hazazi bị đuổi khỏi sân, để rồi ghi bàn quyết định trong hiệp phụ. Phút 107, cầu thủ vào thay người Ayman Yahia tạt bóng từ bên trái, khiến hậu vệ đội khách phá hụt. Men lao vào đệm bóng chân trái từ cự ly khoảng hơn 5m, ghi bàn duy nhất trận. King Cup là giải đấu cho 32 đội chuyên nghiệp của Arab Saudi, gồm 18 đội Pro League và 14 đội hạng nhì. Giải diễn ra loại trực tiếp, thể thức khá giống cấp Liên đoàn Anh. Ở vòng 1/16, Al Nassr thắng đội hạng nhì US 5-1 khi Ronaldo không chơi. Lần này Ronaldo chơi trọn 120 phút nhưng không thể ghi bàn vào lưới Al Ettifaq. Có lúc từ khán đài vang lên những tiếng Messi, Messi, cầu thủ vừa đoạt quả bóng vàng thứ 8. Đáp lại, Ronaldo đưa ngón tay lên trước môi ám chỉ khán giả hãy im lặng.